chào tất cả mọi người hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Camtasia 2018 để ghi lại màn hình thì đầu tiên chúng ta sẽ kích hoạt chương trình Camtasia 2018 lên trước rồi thì trong cái màn hình giao diện Camtasia 2018 thì chúng ta có thể kích hoạt chức năng ghi lại màn hình ở ở hai nơi đầu tiên là chúng ta có thể vào chỗ phần record này các bạn này, thì mình kích vào, à, thì nó sẽ xuất hiện cho mình cái màn hình tùy chọn này rồi mình sẽ tắt cái này, mình sẽ cách, đây là cách đầu tiên, cách thứ hai là mình có thể kích vào chỗ này, start record đây. Hiện tại mình thì đang dùng uh, macOS uh, nên có thể có ở tùy chọn này đến này, còn không thì các bạn sẽ dùng vào đây thôi là được rồi mình có thể vào đi có là mình dùng là được rồi ha à. thì tại cái màn hình tùy tròn này á thì mình sẽ có các tùy tròn như sau đầu tiên là về cái màn hình mình để ghi có nghĩa là kích mình lựa chọn cái vùng miền cái vùng miền để mình ghi màn hình á à, mình khi mình kích chỉ chuột qua chỗ phân vùng nào á thì nó sẽ cho mình biết là mình đang ghi ở trên khu nào khu vực nào của cái màn hình Đấy. hiện tại thì mình đang chọn là cái đầu tiên đây cái lớn nhất đây cái toàn bộ màn hình đây ha à. <laughs> mình cũng có thể có thể xem trước đây các bạn nhé mình kích cái này này đây nó có cái mũi tên rồng xuống thì mình sẽ biết là mình đang ghi cái màn hình ghi chỗ cái vùng miền nào rồi sáng cái thứ hai là cái Face ID HD cái này có nghĩa là cái camera nó ghi kèm có nghĩa là cái hình ảnh nó sẽ ghi kèm cái video của mình là sử như mình toàn tắt á thì khi mình cái uh, file video của mình sẽ không có cái hình ảnh của mình à, ở trên chỗ kem cái uh, video mình ghi hình cái thứ ba là building in macro đây cái này có thể lần đôi thể ghi dòng nói của mình qua microphone hiện tại giống như mình đang cài này đây thì nó sẽ ghi hình uh, ghi âm những cái mình nói vào cái thứ tư là cái system audio cái chức năng này có nghĩa là hình ngoài chức năng mà bên này nó ghi âm thanh từ cái microphone của mình ấy thì nó sẽ ghi, ghi những âm thanh của hệ thống đang phát giả sử mình đang hạ đang phát một bài hát uh, nhạc nền hay gì đấy mình muốn ghi kèm với chỗ cái phần mình đang làm á, thì mình để cái chức năng này còn nếu giả sử như mình muốn chỉ ghi âm cả cái dòng nói của mình qua micro á, thì mình sẽ tắt cái chức năng này đi sau khi các tùy chọn đã xong thì mình sẽ là kích vào start record đây đã, nó, sẽ cho mình 3 giây để mình bắt đầu của mình đã, đấy hiện tại thì khi mà mất 3 giây thì mình bắt đầu ghi chủ là những cái ở trên màn hình xảy ra rồi giả sử mình vào một trang web đây ha mình vào Google đấy các bạn ha là giả sử mình tìm kiếm là cách uh, cao đao đây với căn xe đây mình tìm kiếm ha à. đây thì mình có thể có tất cả kết quả tìm kiếm của mình ở đây ha à. rồi là sự khi mình đã làm tất cả một cái mình cần ở trên phần ở trên chỗ màn hình máy tính sóng thì mình sẽ chọn chức năng là tạm dừng để mình làm việc gì đó để hoặc để mình suy nghĩ cái gì đấy mình rất rõ thì mình muốn tạm dừng để mình ghi tiếp thì mình muốn nút pau đây còn giả sử như mình đã ok mình kết thúc tất cả mọi việc rồi á thì mình sẽ kích vào nút stop đây stop recording đây à. khi mình kích vào chức năng stop á, thì mặc định cái cái file ghi màn hình của mình á, nó sẽ đi thẳng vào phần mềm Camtasia cho mình luôn Rồi mình giả sử mình bật mình nghe thử nhé ừ. Đấy, ok Vậy là cái màn hình, cái, cái file ghi màn hình của mình như thế là xong Khi vào đến đây rồi đó, thì mình sẽ là chỉnh sửa giả sử như mình muốn cắt cái đoàn đầu Vì đoạn đầu mình đang là mới vào Mà mình không cần thiết thì mình có thể cắt Thì mình chọn cái phần mình muốn cắt này cắt bỏ cái phần đầu đi Và mình chọn chức năng cắt đây Nên Nó sẽ bỏ mất cái phần đầu cho mình đi Đấy chưa? Yeah. Thì nó sẽ vô trực tiếp luôn Thấy mà khi mình đã có cái file thì có này rồi thì mình sẽ thao tác cái file này mình chỉnh sửa rồi mình thêm ghi chú hay là mình thêm cái cái này là cái chính xác sân cái này là cái cái màn hình cái hiệu ứng chuyển giữa hai người cảnh với nhau và những cái hiệu ứng của cái màn hình hiệu ứng của uh, video và tất cả các chức năng ở trên này thì bây giờ bài hướng dẫn về cách ghi màn uh, ghi màn nội dung màn hình với Camtasia của mình để đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi để ủng hộ mình thì các bạn có thể là bấm đăng ký và theo dõi những cái video tiếp theo của mình, mình cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn trong những video sau bye bye